Một trung tâm tài chính quốc tế sang trọng đang được các công ty Trung Quốc xây dựng tại thành phố cảng Colombo khiến người dân địa phương khó chịu khi họ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên ở Sri Lanka. Bẫy nợ và khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka phần lớn được cho là do gia đình Rajapaksa cầm quyền gây ra, bao gồm Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và Thủ tướng Mahinda Rajapaksa. Có cảm giác như đất nước bị bán cho những người Trung Quốc đó, theo lời một cư dân trẻ của thành phố Colombo nói hôm 8 tháng 4. Thỏa thuận của thành phố cảng vào năm 2014 đã gây ra sự chỉ trích của cả trong nước lẫn quốc tế đối với chính quyền Rajapaksa và sự thân cận của họ với Trung Quốc. Khoảng một nửa trong số 269 hecta đất đang được sử dụng để xây dựng thành phố cảng thuộc sở hữu của công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc CCCC, một bộ phận của công ty kỹ thuật cảng Trung Quốc CHEC. Cảng cũng đã phải đối mặt với một số phản ứng mạnh mẽ từ các nhà hoạt động môi trường. Các chuyên gia hàng hải và các cựu chiến binh cũng cảnh báo về hậu quả của việc trao quyền sở hữu tuyệt đối cho Trung Quốc. Trước đó, một bẫy nợ tương tự đã buộc Sri Lanka phải tư nhân hóa 80% cổ phần chi phối của cảng Hambantota, được chính phủ Sri Lanka cho công ty Trung Quốc là China Merchants Port thuê trong 99 năm. Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã hủy bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối ngày 5 tháng 4, sau khi hàng chục nhà lập pháp rút khỏi liên minh cầm quyền, khiến chính phủ của ông chiếm thiểu số trong quốc hội, trong khi nước này chật vật dập tắt các cuộc biểu tình phản đối cuộc khủng hoảng. Người dân Sri Lanka đã phải gánh chịu tình trạng thiếu xăng dầu, điện năng, thực phẩm và các mặt hàng khác trong nhiều tuần. Và các bác sĩ nói, toàn bộ hệ thống y tế hiện có thể sụp đổ.